Nếu bạn chưa biết đưa bé đi đâu lúc rảnh rỗi, ngày cuối tuần, hãy ghé ngay đến Sazon trải nghiệm dịch vụ ăn uống, vui chơi và bơi lội nha. Sazon có bể bơi, có khu vui chơi cho bé, có đồ uống và đồ ăn vặt siêu ngon. Đảm bảo bọn trẻ sẽ thích mê với những trò chơi ở đây. Còn bạn thì sẽ có thời gian thư giãn, nhâm nhi đồ uống yêu thích, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Đồng. Ngay khi đến với Sazon, chắc chắn các bé sẽ mê ngay với nhà bóng cầu trượt ba làn và cầu trượt bán lớn. Nhà bóng rộng, siêu nhiều bóng và được vệ sinh dọn dẹp hàng ngày, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho các bé vui chơi ở đây, bơi trong bóng, nô đùa trong bóng. Giá vé lẻ ngày thường là 45.000 đồng và 50.000 đồng cho 2 ngày cuối tuần. Với chương trình Happy Steel Day chỉ có 35.000 đồng cho một vé. Nơi đây còn có khu tô tượng đang hot hit nhất hiện tại. Tại Sazon, các bố mẹ cũng có thể thưởng thức một bữa ăn nhẹ với nhiều món ăn như xúc xích, khoai tây chiên, bánh tráng cuốn thịt heo và bún mắm, hoặc có thể gọi những ly nước ngon mát tại trung tâm như nước ép, sinh tố, cà phê hay một ly soda mát lạnh đã khác so với những giờ vận động, bơi lội, vui chơi đầy sảng khoái tại Sazon.